Wow, hôm nay thì thật sự là tuyết rơi quá dày các bạn ơi. Dày quá. Đây, tôi quay cho mọi người có thể ngắm một chút cái không khí của mùa đông. Ở nhà chúng ta chắc là chỉ có ở trên những vùng núi. Chúng ta đi ngắm tuyết ở Sapa này, vân vân. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi ngắm cả một mùa đông. Mùa đông ở Moscow năm nay tuy là không lạnh bằng những năm trước, nhưng mà khi mà đã lạnh rồi thì đừng hỏi. Đây chính là sân vận động Dynamo Moscow, một sân vận động cực kỳ đẹp. Đây là khung cảnh đường phố. Chúng tôi đã biết cái tượng đài nó nằm ở gần đây, nhưng mà vẫn phải đi tìm một chút các bạn ạ. Thôi thì tranh thủ là đứng ở gần cái sân đẹp như thế này thì quay cho mọi người ngắm nghía một tí, tận hưởng cái lạnh của mùa đông. Các bạn nghe thấy tiếng gió nó rơi, tuyết rơi không? Gió kêu. Cây cối thì trụi hết rồi, mùa đông mà. Kia không phải là lá đâu các bạn nhé, đấy là tuyết đấy. Còn đây là Metro Dynamo Moscow, rất đẹp. Metro đấy các bạn à. Bây giờ chúng ta đi thôi. Xin chào mọi người, xin chào. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang đứng ở gần sân vận động Dynamo Moscow. Và phía sau mình các bạn có thể thấy đây chính là bức tượng của huyền thoại bóng đá nổi tiếng của nước Nga và của câu lạc bộ Dynamo Moscow, Lev Yashin. Các bạn thấy chưa? Moscow hiện tại đang vào mùa đông và các bạn có thể thấy tuyết đang rơi rất là nhiều. Phía sau mình cây cối được phủ một màu trắng tinh, khá là lạnh. Nhưng chủ đề chính của chúng ta đó chính là bức tượng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút về bức tượng cho mọi người xem nhá. Sau một thời gian tìm tòi thì hiện tại là mình đã đến được với sân vận động Dynamo Moscow cũng như là tượng đài Lev Yashin. Phía trước đây thì phía trước mặt mình các bạn có thể thấy bức tượng Lev Yashin đang bay nhảy để cản phá một tình huống nào đó. Và phía bên trái đó chính là dòng chữ Dynamo, tên của câu lạc bộ bóng đá Dynamo Moscow. Nước Nga hiện tại đang vào mùa đông, bởi vậy nên các bạn có thể thấy một màu trắng đặc trưng. Tuyết rất dày, tuyết rất là dày. Cây cối một màu trắng thay cho lá các bạn ạ. Mùa đông này thì nước Nga chỉ có màu đen của thân cây, cành cây và màu trắng của tuyết thôi. Đó. Các bạn hãy ngắm một chút nhé. Bức tượng được xây vào năm 1999 nhằm kỷ niệm ngày sinh lần thứ 70 của Lev Yashin. Bức tượng Lev Yashin được đặt ngay cạnh với khán đài ở phía bắc của sân vận động Dynamo Moscow, và nó được khánh thành vào đúng nhân dịp ngày 23 tháng 10 năm 1999. Vào thời điểm đó là sinh nhật lần thứ 70 của thủ môn huyền thoại Lev Yashin. Như các bạn biết đấy, ông đã mất vào năm 61 tuổi vào năm 1990. Và 10 năm sau đó thì bức tượng được khánh thành. Về thông số của bức tượng thì hiện tại ở đây mình cũng không nhìn thấy cái thông số, thế nên là cũng không biết là chiều cao của bức tượng là bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, nhưng chỉ biết là một bức tượng quá đẹp, đúng với phong cách thi đấu của thủ môn Lev Yashin. Ông đang bay người để cản phá một tình huống bóng, tôi nghĩ là bóng đang hướng đến góc cao, góc chữ A của khung thành. Yashin được nổi tiếng với phản xạ nhanh và đôi tay của anh ta thì có thể nói là cực kỳ dài, nhất là các ngón tay. Bởi vậy nên khi mà cản phá những tình huống phải vướn người thì Yashin cản phá cực tốt. Tác giả của bức tượng này đó là nhà điêu khắc Alexander Rukavishnikov. Ông đã đặt tên cho bức tượng là Chuyến bay của một huyền thoại. Và các bạn có biết tại sao người ta lại sơn bức tượng màu đen không?
Nếu như các bạn xem ông thi đấu thì trong mỗi trận đấu Lev Yashin luôn mặc một bộ quần áo màu đen với một chiếc mũ đội ở trên đầu. Đây chúng ta có thể nhìn gần một chút, phía trên chính là chiếc mũ của ông đội. Nhưng hiện tại thì bây giờ chúng ta lại thấy phía trên của ông được phủ một màu trắng tinh, đó chính là màu tuyết. Quả bóng cũng có mũ màu trắng. Mũ màu đen trên đầu của ông cũng thành màu trắng. Tất cả những lớp ở phía trên thân người của ông đều màu trắng hết. Và quay trở lại một chút, khi ra sân thì Lev Yashin luôn mặc một bộ quần áo màu đen với một chiếc mũ màu đen quen thuộc. Đó chính là phong cách của ông, luôn như vậy. Và ngoài biệt danh là sư tử Yashin, Lev có nghĩa là sư tử các bạn nhé, thì ông còn được quốc tế, những người hâm mộ bóng đá trên thế giới đặt cho một biệt danh nữa, đó chính là chú nhện đen. Chú nhện phản ánh những chiếc chân dài, những bàn tay dài, và đó chính là đặc điểm của ông. Đó là đặc trưng của ông tạo nên một huyền thoại Lev Yashin. Rất đẹp, rất là dũng mãnh. Hiện tại thì tôi đang đứng ở phía dưới của đôi giày của ông. Có thể nói là chúng ta sẽ quan sát cận cảnh để xem họ làm cái bức tượng này tỉ mỉ và chi tiết đến mức độ như thế nào. Đôi giày với những chiếc đinh rất là rõ, đúng không ạ? Từ cách buộc dây giày các bạn có thể thấy, cách buộc dây giày cũng rất là chi tiết. Phía trên là chúng ta có thể thấy là tất bọc ống quyền được làm hết sức đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Chúng ta có thể thấy là những mảng tuyết trắng đang bám trên cơ thể của ông. Và ở góc này thì chúng ta có thể quan sát kỹ hơn một chút khuôn mặt của ông. Như các bạn biết đấy, mùa đông của Moscow thì thường tối rất là nhanh. Bởi vậy nên là ánh sáng hiện tại là chúng tôi nhìn cũng không rõ được mặt của ông lắm. Bởi vậy nên chúng ta có thể nhìn qua một chút thôi. Lev Yashin nổi tiếng với một khuôn mặt cực kỳ điển trai, với một mái tóc vuốt ngược cũng cực kỳ ấn tượng. Ông là niềm say mê, là niềm yêu thích của rất là nhiều cô gái. Nhưng cuộc sống của ông rất là một người cực kỳ chung thủy. Suốt cuộc đời ông chỉ sống với một người vợ, chung thủy đến phút cuối cùng. Chúng ta sẽ quan sát thêm một chút nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại ngắm ông ở một góc quay khác. Mời các bạn ngắm thêm ông một lượt nữa, và chúng ta có thể ngắm thêm những cái khung cảnh phía sau của ông. Và chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video, và rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hãy chia sẻ video, ấn nút like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Đây chính là dòng chữ Dynamo, tên của câu lạc bộ bóng đá Dynamo Moscow. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những video clip sau. Tạm biệt. Thank you.